Làm một cái ghế da như thế này rất là đơn giản, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà coi hết clip đi, đảm bảo mọi người sẽ tự thấy cuộc sống nó rất đơn giản, mua đồ về làm tự làm. Có một cái ghế da rất là xịn luôn, simili giả da, đẹp lắm cả nhà nha, cả nhà coi hết clip nha. Tự làm một cái ghế sofa nha, rất là nhanh nha, mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà coi nè. Mua mấy cái tấm này về, cần dùng mấy cái đồ cũ trong nhà có sẵn như là tốn tiền. Nói chung là cuộc sống kinh tế bây giờ khó khăn lắm, các bạn tiết kiệm được đồng nào các bạn đỡ đồng đó đi. Giống như kiểu hôm nay Tứ đang sửa cái phòng của mình, mà Tứ lấy cái ghế cũ đang có, xong Tứ mua cái tấm simili giả da này về làm, chứ cũng không mua chứ tốn tiền với con, mà với lại giặt người ta làm lâu ấy. Rồi đầu tiên về đơn giản hơn đây, mình cứ lấy đây là dán cho 52 tiêu chỉ cho mọi người, cái kỹ thuật dán nhanh nó không có gì khó khăn hết. Đây mọi người cứ gấp mấy cái miếng này, nói chung là nó giống như nguyên tắc gói hộp quà, không có gì khó khăn ở đây. Đây gấp vô rồi cho miếng keo 52, giống như kiểu mà nguyên tắc của bạn dán hộp quà thôi. Bạn làm bạn lấy cái đồ cũ bằng bọc lại. Còn cái này thì về cái ghế này thì bạn sẽ dùng cái kìm bấm cực lực bằng nóng vô, dễ lắm, không có khó đâu. Nói chung là Tứ muốn chia sẻ cho các bạn những cái gì nó đơn giản nhất để chúng ta có thể handmade tái sử dụng được tất cả những gì mà trong gia đình chúng ta đang có. Thứ nhất là chúng ta tiết kiệm kinh phí làm văn phòng hay gì đó, nó cũng rất là đơn giản. Rồi cả nhà coi nha, để mình thấy cái ghế này nó đơn giản như thế nào. Rồi đừng có nói là không sao, dán xong muốn góc này cái mình lấy cái tấm này mình chùm đơn giản lại nè. Cái này là mặt đáy thì mình cũng không cần phải quá thẩm mỹ làm gì. Mọi người đừng có sợ, tại vì simili nó không có thấm nước đâu, cho nên là mọi người có thể lau chùi được. Cái này gọi là simili giả da, nó bán trăm mấy, tôi nhớ nói chung là rẻ lắm, một mét có nhiêu tiền là rẻ, mà mọi người mua về tự làm đồ trong nhà được. Mình thấy mấy khách sạn lớn hầu như là họ sẽ tự mua và họ làm theo cái kiểu một cái form của họ, chứ họ không có làm giống như kiểu mà đi mua đâu. Mà mọi người đi mua mấy cái da này mắc lắm á nha, tức là mua ghế mà giống như ta làm như vậy. Rồi đại loại giống vậy đi ha. Sau khi mọi người xong rồi đó thì mọi người sẽ đây, cái ghế này mình đang làm xong rồi nè đó, mọi người thấy không, cái ghế này rồi được đây, mọi người bỏ vô cái ghế của mình, cái form của mình nè, đúng không đó. Cái này một lát mình sẽ căng này cho đẹp đó. Rồi sau đó mình đã làm cái da này nè. Đây mọi người thấy không, tôi có một cái ghế rất là xịn sò, nó có tốn tiền gì đâu, đơn giản không. Nói chung là cuộc sống vô cùng easy, và những cái tròn này đó mọi người bắn xung quanh rồi đó là mình gấp miếng mình làm. Nói chung là theo nguyên tắc của hộp quà, và cuối cùng là có cái ghế và mình chưa thành xong nha. Nói chung là chưa thành phẩm xong, nhưng mà đó, đấy đâu có tốn tiền đâu, cuộc sống đơn giản lắm. Cái gì do mình muốn, cảm ơn mọi người mà đã xem đến Tứ chia sẻ cái hậu trường nghề trang trí cưới cho chúng mình làm ạ.